trọn vẹn vị ngon với những món ăn thơm ngon, đẹp mắt. Thay thế hoàn toàn nồi cơm điện, nồi nấu canh, ninh hầm, nồi nấu lẩu. Tất cả gói gọn chỉ trong một chiếc nồi. Khám phá ngay nồi áp suất đa năng của SCB3211A để thấy rằng việc nấu ăn cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Vâng ạ, và ưu điểm đầu tiên của chiếc nồi áp suất đa năng COS CB3211A đó chính là khả năng mà bạn có thể thay thế được những chiếc nồi thông thường như là nồi để chúng ta nấu lẩu nè, nồi cơm điện, nồi áp suất cơ và nồi để chúng ta nấu canh nữa. Điều này thì sẽ giúp cho mình có thể tiết kiệm không gian bếp của chúng ta đó ạ. Nồi được trang bị bảng điều khiển bằng núm xoay quick control, kết hợp 4 chế độ nấu ăn bao gồm nấu lẩu, nấu cơm, hầm, nấu súp với 6 chế độ nhiệt tăng dần từ 1 đến 6. Ngôn ngữ tiếng Việt rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng. Và chỉ với một chiếc nồi thôi, chúng ta có thể nấu cả mâm cơm cho gia đình. Ở đây có 4 chế độ khác nhau, như các bạn có thể thấy là chế độ nấu lẩu thì chúng ta có thể biến thấu thành nhiều loại lẩu khác nhau để cho gia đình chúng ta khi mà sum họp nói chuyện với nhau vui vẻ. Còn tiếp theo đó là chế độ hầm, bạn có thể dùng để hầm xương, hầm thịt, kho cá. Bên cạnh đó là chế độ nấu cơm. Thì chiếc nồi này không đơn thuần chỉ nấu cơm đâu, mình còn có thể nấu xôi nữa. Và cuối cùng chính là chế độ nấu súp, bạn hoàn toàn có thể dùng để nấu cháo. Và điều này sẽ khiến cho bữa cơm gia đình của chúng ta thêm phần thú vị và ngon miệng hơn, đúng không ạ? Và ưu điểm tiếp theo của chiếc nồi này là có thể bảo toàn dinh dưỡng trong từng món ăn. Vì sao lại có ưu điểm nổi bật này? Hãy cùng quan sát nha! Nồi áp suất đa năng COS CB3211A ứng dụng thiết kế lòng nồi dạng niêu, nhờ đó thực phẩm được ninh nhừ, chín nhanh hơn và cũng mềm thơm hơn. Lòng nồi phủ lớp chống dính WE4 USA siêu bền, chống dính tốt, không bị bong chóc, sức mòn trong quá trình đun nấu. Nồi cũng tuyệt đối không xuất hiện các chất độc hại trong quá trình sử dụng, vì vậy không ám mùi vào món ăn của bạn, giữ cho món ăn trọn vị tự nhiên. Ở đây thì các chị em phụ nữ có thể hoàn toàn yên tâm nha, bởi vì nồi của chúng ta thì sẽ được thiết kế kín nhiệt, cho nên là thịt hay là đồ ăn sẽ chín kỹ từ trong ra ngoài. Và nó cũng sẽ đảm bảo chất lượng như khi mà chúng ta sử dụng những cái đồ nấu bếp thông thường thôi. Và bên cạnh đó thì sản phẩm này còn có khả năng đó là tiết kiệm tới 40% năng lượng và cũng như là thời gian mà chúng ta nấu nướng nữa đó ạ. Cụ thể, phần mâm nhiệt lớn sẽ gia nhiệt dễ dàng, giúp nồi nhanh chóng đạt tới nhiệt độ cần thiết để làm chín đồ ăn và giữ ấm món ăn khi chưa kịp sử dụng. Nồi có dung tích là 3 lít và công suất nấu mạnh mẽ lên tới 1.000 W. Do đó thì nó có thể phục vụ nhu cầu ăn uống cho một gia đình từ 4 đến 6 người đó ạ. Sản phẩm có chức năng hẹn giờ và gợi ý thời gian cho từng chế độ nấu, giữ ấm lên đến 24 giờ, thuận tiện cho người tiêu dùng. Nồi có thiết kế nổi bật với thân nồi sang trọng, đẹp mắt, phù hợp với không gian sống hiện đại. Nắp nồi bằng nhựa cao cấp siêu bền, cách nhiệt tốt. Tay cầm thích hợp bộ phận cài nắp nồi thuận tiện khi sử dụng. Với van xả áp thông minh, nồi có thể tự động xả áp khi ninh hầm một cách an toàn, giúp món ăn của chúng ta không bị trào ra ngoài, gây mất thẩm mỹ. Sở hữu thiết kế nổi bật, màu sắc thì vô cùng bắt mắt. Chiếc nồi này không chỉ là một dụng cụ để chúng ta vào bếp một cách thông minh và nhanh chóng, mà nó còn mang đến cho không gian của nhà bạn thêm tiện nghi và trang nhã. Hãy rinh ngay chiếc nồi này để có thể trải nghiệm những tiện ích mà nó mang đến nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nấu cơm với chiếc nồi này nha. Ở đây thì Ngọc Thụy đã vo gạo xong rồi, thì chúng ta chỉ cần căng nước để mà nấu cơm thôi. Sau khi nấu cơm thì mình sẽ làm món bò hầm. Sau đó thì Ngọc Thụy sẽ cho vào thêm một lượng nước để vừa dùng nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ là mình phải xả thật kỹ, sau đó thì mình mới mở nắp ra nha. Wow, thơm quá. Và bí quyết để nấu canh xương ngon đó là mình sẽ xào qua phần xương như thế này.
Điều này sẽ giúp sườn dậy mùi hơn đó ạ. Xào qua thôi chứ không cần phải chín kỹ quá đâu. Sau đó thì mình chế nước vào. Cuối cùng là thêm phần rau củ. Chiếc nồi này còn có một ưu điểm, đó là nhà sản xuất đã tặng kèm cho chúng ta thêm một chiếc nắp cường lực như thế này. Việc mà nắp trong như thế này thì khi mà chúng ta đậy vào, các bạn cũng có thể quan sát được xem là thức ăn ở bên trong như thế nào, đã gần chín hay chưa, đã sôi hay chưa đó ạ. Thơm quá, mà màu sắc cũng đẹp nữa. Múc ra tô thôi. Nước dùng đã sôi rồi, bây giờ mình gấp các loại topping để mình bỏ vào thôi. Sau đó thì mình cho rau vào, ai mà thích ăn loại rau gì thì mình bỏ vào nha.